Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James 70 ly cuộc sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay trở lại câu chuyện này cũng là cuộc sống ở Việt Nam. Kết nối với Haley là một người cô 58 tuổi rồi. Cô nói, cũng chỉ vì mưu cầu hạnh phúc ở tuổi về già mà cô lại đánh mất đi tình yêu thương từ các con và đánh rơi luôn cái danh dự của bản thân mình. Trong gia đình cô, có một đứa cháu ngoại năm nay 14 tuổi, nó là thương cô nhất, nó thân cận với cô nhất trong gia đình. Bây giờ nó cũng quay mặt với cô, cũng chỉ vì người đàn ông đó. Nói đi xét lại, các con cô giận hỏng sai, vì chính cô là nạn nhân của nạn lừa đảo trong nhân vật của một chương trình kết nối yêu thương. Để rồi bây giờ cô sáng mắt ra, cô mới nhận ra điều đó là sai. Và bây giờ muốn kết nối với Haley để cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Đúng hơn là cô muốn tìm người để được tâm sự. Thì câu chuyện của cô ngày hôm nay như thế nào? Kính mong quý vị hãy xem hết video nhé. Cô kể như thế này. Ngày trước cô cũng đã ly dị chồng, vì ông ấy cũng cờ bạc gái gú, sống không nổi, cô mới nghĩ quẩn, thôi kết thúc cuộc đời mình. Nhưng rồi nhìn xuống thấy còn ba đứa con nheo nhóc, cô gượng dậy, cố gắng làm tần tảo để nuôi con. Khi các con cô đủ hiểu biết, cô quyết định chia tay để mình còn có thời gian làm việc. Câu chuyện của cô bắt đầu như thế này. Cô kể, ngày trước cô cũng có một gia đình rất là đẹp. Cô cũng có chồng, cũng có tới ba người con. Cuộc sống gia đình của cô đổ vỡ sau khi làm ăn thất bại. Chú hư đốn, cờ bạc, gái gú. Rồi về nhà hạch sách vợ con. Cô chịu không nổi, đôi khi cô nghĩ cô muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhưng nhìn xuống còn ba đứa con nheo nhóc, cô gượng dậy, sống để làm việc, để bù đắp tình yêu thương cho con, nuôi dạy các con của mình khôn lớn. Và cô đã chịu đựng chú hơn 10 năm, kể từ ngày mà gia đình làm ăn thất bại. Đến cái ngày cô quyết định dừng lại, để cô còn đủ sức nuôi dạy các con. Lúc đó các con cô cũng đã hiểu biết rồi. Rồi thì mãi 20 năm sau, con cũng lớn, thành gia lập thất. Chỉ có đứa con gái nhì, lúc đó nó lầm lỡ với bạn trai, nó mới có một đứa con gái. Bây giờ cô nuôi nó đến mười mấy năm nay đó. Sau 20 năm, cô nuôi con, nuôi cháu. Cô cảm thấy thôi thì bây giờ các con cũng có gia đình, cuộc sống đề huề rồi. Cô nghĩ cho cô. Thời bây giờ, quý vị thấy không? Trên tất cả các trang mạng đang rầm rộ cái chương trình kết nối yêu thương. Và cô cũng tham gia một cái chương trình đó. Cũng chỉ hai chữ mưu cầu. Mà bây giờ các con cô nó quay ngược lại. Cũng đúng thôi, vì cô đã chọn lầm người. Khi cô lên chương trình đó, cô cũng giới thiệu về cuộc sống, công việc và mong muốn của cô. Thì cô gặp một người đàn ông đó lớn hơn cô tận 5 tuổi. Thì ông ấy cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân. Ông ấy cũng độc thân lâu năm. Công việc của ông ấy là tài xế chạy xe Bắc Nam. Thành ra khi cô nhìn thấy ông ấy có một cái thân hình vạm vỡ, giọng nói ngọt ngào, và đặc biệt có công ăn việc làm ổn định, thì cô nghĩ cái tuổi của mình đâu cần gì nữa. Ví dụ như ổng có công việc như vậy, ổng đi suốt, thì cô lại không cần phải chăm sóc mỗi ngày. Cô nghĩ cũng ok. Rồi cô chấp nhận quen ông ấy. Khi quen nhau, cô cũng ra một cái ranh giới rõ ràng là gia đình cô là gia đình, công việc, tiền bạc, kinh tế của cô là của cô, còn của chú là của chú. Nếu như chú cảm thấy cần giúp đỡ, hoặc là chúng ta cần có một cái gì đó chung, thì chúng ta cùng chung về kinh tế, tiền bạc. Thì chú cũng đồng ý và vui vẻ. Nhưng vì lớn tuổi, cuộc sống đã dài, kinh nghiệm tràn trề, thì cô rút ra cho bản thân mình như thế này. Yêu
cô cũng có thể chấp nhận tạm để yêu, bởi vì đây cô là người đi tìm cái hạnh phúc. Thì cô có ra giá với chú rằng là hãy dành thời gian tìm hiểu nhau một thời gian trước khi chúng ta đến với nhau. Vì bên chú cũng có con, bên cô cũng có con, làm gì làm sao đi chăng nữa thì cũng cần có một cái đám cưới ra mắt bên mình và bên đó, để khi mình đến với nhau nó có một cái sự tôn trọng. Chú cũng đồng ý. Rồi quen nhau mấy tháng sau chưa có chung đụng với nhau đâu, vì cô nói với chú là mình lớn rồi, mình nên giữ một cái khoảng cách để mình còn tôn trọng nhau trong cái cuộc sống lâu dài. Chú cũng đồng ý nha. Cô ra bất cứ một cái yêu cầu gì chú cũng đồng ý. Chắc có lẽ chú thương cô thiệt. Công việc của cô là mua gánh bán bưng, nhưng cô rất là giỏi dành dụng tiền. Thành ra khi cái ngày mà đến với chú, cô cũng có của, chứ không phải là không. Cô có tận 2 căn nhà, 3 người con của cô, mỗi người đều có một căn riêng biệt. Cô không phân biệt trai hay gái. Khi cô làm việc là cô muốn tạo dựng cái cuộc sống riêng tư cho con mình, để khi xế chiều mình đủ quyền, toàn quyền quyết định cho cuộc sống của mình. Cô nghĩ như vậy thôi. Còn 2 căn nhà cô nghĩ cô cho đứa cháu ngoại một căn, còn một căn cô giữ lại, giống như những gì cô lên kế hoạch cho cuộc sống của cô. Mua gánh bán bưng mà tạo dựng đến tận 5 căn nhà là quý vị biết cô ấy rất là giỏi. Thì khi ông này nghe cổ chia sẻ về cuộc sống thì ông nghĩ cổ rất là giàu có. Thì bất cứ những chuyện gì, những yêu cầu gì cô đưa ra, ông đều đồng ý hết. Cô cảm thấy yên tâm, nhưng cô chưa nhìn ra thấy được cái chân tướng của ông đâu. Cô yên tâm, mấy tháng sau, bắt đầu tổ chức một buổi tiệc ra mắt hai bên. Các con của cô nhìn ổng, các con của cô không chịu. Vì các con của cô nói, đôi khi mẹ đang ở trong cuộc, mẹ không nhìn thấy được những cái mà người ngoài họ thấy. Cho nên các con nhìn thấy cô, nhìn thấy ông ấy và các con nói với cô là không an tâm, cũng không an toàn khi để mẹ mình chung sống với ông ấy. Thứ nhất, các con cô nói, ổng là dân tài xế Bắc Nam, ít nhiều gì, ổng cũng sẽ có bồ từ Nam ra Bắc. Mấy ông tài xế chạy chuyến xe đường dài, ít có ông nào chung thủy một vợ một chồng lắm. Nhưng cô nói không, cô không quan trọng điều đó. Cô cần một người đàn ông tốt để hữu hỷ nương tựa về già. Sau này chú có thể không cần phải chạy xe, kiếm công việc gì đó làm tại nhà, cô và chú sống đơn giản bình thường là đủ rồi. Các con cô lại không nhìn thấy điều đó và nghĩ cái mặt ông này rất là dê dê, cái mặt ông này là rất là gọi là điếm thúi á. Đó, cô dùng cái từ đó. Nhưng cô không nhìn ra được, đám cưới vẫn diễn ra. Nói là đám cưới cho sang, chứ thật sự ra chỉ có vài bàn ra mắt bên ổng và bên cô, thì cũng chỉ các con các cháu thôi à. Rồi đúng một năm sau, chính thức dọn về ở chung, thì ổng cũng có nhà. Nhưng ổng nói là nhà của ổng, là khi ổng mất là các con cũng sẽ chia năm xẻ bảy, vì bản thân ổng không có của gì để riêng cho con hết. Cô cảm thấy là không ổn, thôi sống ở nhà mình đi, cho cái gì nó cũng tự do hết, vì từ trước đến giờ một mình cô với đứa cháu ngoại thôi à. Sau này đứa cháu ngoại nó đủ tuổi rồi, nó có gia đình thì nó có căn nhà riêng, vì cái căn nhà đó hiện tại cô đang cho thuê, thì lấy tiền hàng tháng để nuôi cháu ngoại ăn học đó. Thì khi ổng nghe cô nói về nhà cô thì ổng ok liền. Tức là cái căn nhà của ổng, ổng để cho các con ổng ở, cô không phải chung đụng gì với con riêng của chồng. Rồi khi về sống chung, đúng như những gì con cái cô nói, ổng rất là dê. Ổng dê lắm. Ví dụ như vợ chồng có thể sinh hoạt với nhau một cách khoa học, bình thường, hoặc có thể lãng mạn hơn, hoặc có thể bây giờ mình chiều nhau một tí để làm cho cuộc sống này nó khác, nó đổi, nó thăng hoa hơn, nó bình thường. Nhưng ông này, ổng dê mọi lúc mọi nơi. Không phải ổng dê mỗi cô, mà ổng còn dê tất cả những người phụ nữ bạn bè của cô nữa. Khi cô nhìn ra thấy điều đó,
Cô mới nói không được, anh là chồng của tôi thì tất cả mọi cái anh vừa hành động đó thì anh chỉ hành động riêng cho tôi. Với bạn bè của tôi anh phải có sự tôn trọng. Thì ổng nhìn ra được cô điều đó, vì trong cuộc sống và kinh tế cô hơn ổng, thì đương nhiên cô nghĩ ổng sẽ nghe lời cô. Đúng là như vậy, ổng bỏ cái tật dê đi, nhưng ổng kèm vào đó cái tật lợi dụng. Khi ổng đến mà gặp mặt bạn bè của cô, ổng đều than thở rằng là cô không cho ổng một cái sự tự do. Sống với cô giống như là phải theo ý cô cho mới được ăn, cô cho mới được xài, cô cho đi mới được đi. Thì bạn bè của cô nhìn thấy tướng tá của ổng vạm vỡ, ngon lành, đẹp trai, cũng có vẻ ganh tị đó, thì cũng có thể chia sẻ kiểu như là nói lơi lơi á, nếu như mà anh mà anh ở với em là anh có cuộc sống tốt rồi, cuộc sống thoải mái rồi, đâu có giống như trời ơi bà đó, bà ích kỷ, bà keo kiệt từ xưa đến giờ, nói vậy đó. Thì cô nghe cô cũng buồn lắm, mà cô với ổng không có đăng ký kết hôn, vì cô nghĩ rằng là có thể đăng ký kết hôn đối với cô và ổng nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái tình già mà ráp vào với nhau sống vui là được, ra mắt để cho hai bên có sự tôn trọng nhau thôi, chứ quan trọng gì cái tờ đăng ký kết hôn. Nhưng chính vì không có cái tờ giấy đăng ký kết hôn đó, người chồng mình họ muốn tự tung tự tác như thế nào, đó là cái chuyện và cái quyền của họ, mình không có quyền để nói. Thành ra cô đau là nó nằm ngay chỗ đó. Rồi cô thấy ổng dê nè, rồi hay than thở với bạn bè ổng nè, rồi mới lòi ra cái tính lợi dụng nè. Thì khi mà gặp nhau cà phê, cà pháo, ăn uống trong một cái nhóm bạn như vậy, ổng lúc nào ổng cũng nói là trời ơi mấy em biết không, anh là anh, ước mơ của anh là có một cái chiếc xe tải để ước mơ của anh là có một cái chiếc xe khách để anh tự làm chủ cho mình. Anh chạy từ Bắc vô Nam, một tháng anh có thể kiếm được mấy chục triệu, có khi cả trăm triệu. Còn bây giờ em thấy không, anh đi làm công không mà làm sao mà có thể đủ tiền chi phí cho gia đình. Rồi anh còn có mấy đứa cháu anh phải lo nữa. Rồi đã như vậy rồi bả còn ghen nữa. Bả nói anh là không phục vụ bả, không chăm sóc bả tốt, không âu yếm chăm lo bả ở trên giường thỏa mãn. Ổng đi nói với bạn bè của cổ như vậy, cũng nghe cũng rất là ngại và rất là kỳ cục, khi cái người đàn ông chung sống với mình họ lại đem cái chuyện mà bí mật của vợ chồng ra để than thở với bạn bè. Nhưng cái mục đích, cái ý của ổng không phải là phàn nàn về cái vấn đề chuyện chăn gối. Cô nói cô bình thường lắm, chính ổng là người dê chứ không phải là mình là người dê. Thành ra là cái cuối cùng của ổng á, cô nghĩ á, cô nói là thành ra đó, khi cô xác định cô nghĩ rằng là ổng có một cái tính lợi dụng. Tức là khi ổng khiêu gợi lên những cái chuyện mà ổng cần cái này, ổng thích cái kia, mà cô không đáp ứng, cô không cho, thì bạn bè cô sẽ lên tiếng nói với cô, hoặc là bạn bè cô sẽ lên tiếng cho vay cho mượn. Đúng, kế hoạch của ổng hoàn hảo. Rồi ổng nói với cô là ổng thích là từ cả cuộc đời của ổng toàn là đi chạy thuê chạy mướn không à. Bây giờ ổng cần có một cái cơ sở riêng để hai vợ chồng mình cùng làm ở tuổi già nè, cũng tích góp nè, bên em còn có cháu nè, bên anh cũng có cháu nè, rồi tùm lum mà la hết, kiểu như là tạo ra một cái kế hoạch. Thì cô nghe lúc ban đầu khi cô chưa phát hiện ổng than thở với bạn bè mình á, thì cô còn có góp ý nói chuyện, giống như là thấy những cái kế hoạch của ổng đưa ra thì thấy cũng ok. Thì cô chỉ trả lời là từ từ để em tính, anh có nhiêu tiền rồi thì để em tính, em vay hỏi bạn bè thêm. Chính vì vậy cho nên ổng mới gặp bạn bè của cô, của cổ, ổng mới than thở đó. Thì bạn bè của cổ cũng nói ô, ví dụ như làm công việc vậy cũng tốt, một tháng mà kiếm cả trăm triệu là ngon rồi. Thì cô nói với lại cổ, cái cổ nói cổ cũng đang tính, nhưng mà cổ không đủ tiền để mua một chiếc xe, mua một xe mấy trăm triệu chứ đâu phải đơn giản đâu. Trời, cái cổ nói để từ từ cổ tính, để cổ hỏi mượn bạn bè của thêm. Thì từ đó ổng mới tấn công nha.
Rồi cô cũng nói là thôi giờ mình đừng có chạy Bắc Nam nữa. Cô cũng rất là sợ cái chuyện là nghe các con cô nói là mấy ông tài xế chạy đường dài là hay có bồ đó. Rồi cổ cũng không có, giống như không có ấn tượng lắm về cái chuyện ổng đi xa. Nhưng mà ban đầu cổ lại nghĩ là công việc của ổng đi xa như vậy là mình phải đỡ phục vụ thôi, đơn giản nó như vậy. Nhưng khi các con của cô nhìn thì mới thấy lòi ra cái chân tướng là những gì các con của cô nói là đúng. Nhưng cô lại không có tôn trọng những lời nói của con mình. Đây là cái tình yêu mà nó đang trong cái giai đoạn u mê rồi. Cô không giải thoát ra được, nhưng cô vẫn tỉnh táo để không để cho ổng lợi dụng về kinh tế của mình. Thì cô cũng nói là thôi, mình mua cái xe 16 chỗ để mình chạy hợp đồng thôi. Ví dụ như hợp đồng gần đi Đà Lạt, Đà Nẵng, Sài Gòn, Nha Trang rồi đó, mình đi vài ngày mình về rồi mình lấy vài triệu thôi. Cuộc sống như vậy đủ rồi. Tại ổng từ xưa đến giờ ổng làm nghề tài xế, ổng đâu có biết cái nghề gì đâu. Đó thì ổng cũng chịu mua cái xe 16 chỗ, ổng đứng tên. Khi ổng biết được cái là cô đủ tiền để mua cái xe 16 chỗ mà cô nói lúc đó cô mua là khoảng 700-800 triệu gì đó, giấy tờ rồi xong xuôi luôn á, là khoảng 800 triệu cô đưa cho ổng, đúng 800 triệu đi lấy cái xe đó về. Thì ổng cầm tiền trong tay, ổng giật ngay, ổng bỏ liền vô trong giỏ ổng rồi bắt đầu ổng đi. Một mình ổng đi thôi nha, ổng không đưa cô đi theo. Và cô cũng không nghĩ cái Chuyện chuyện nó gì đơn đó. giản thế mà, Nó đâu có cái chuyện gì đâu. Thì ổng đi mua xe, ổng không để tên cô vô nha, ổng để mỗi cái tên của ổng thôi. Rồi khi lấy xe về, ổng cũng ôm cô, ổng mừng rồi ổng cảm ơn cô. Rồi sau những ngày đó nha, ổng phục vụ cô rất là tận tình ở trên giường. Ổng tạo một cái hiện trường rằng là cô là một công chúa, cô là một bà hoàng trong tay, trong mắt của ổng. Ổng phục vụ cô tới bến, làm cho cô có cảm giác như là tin tưởng tuyệt đối. Và lúc đó cô không có sự đề phòng. Từ đó ổng nhận hợp đồng, ổng đi thiệt. Thì khi ổng đưa người ta đi 5 ngày, 7 ngày thì ổng lại đi ngủ khách sạn với những con gái khác. Ghê không? Ở nhà có vợ, có mình rồi đó mà cô nói cũng đâu có tệ trong cái chuyện đó, đâu có thiếu thốn gì đâu. Mà ổng lại đi ngủ những con gái khác. Khi cô phát hiện ra là như thế này, có một lần ổng chở người ta đi 4 ngày. Thì gia đình đó cũng Việt Kiều về nè, người ta cần đi đi về quê người ta, thì ổng cũng chở nguyên cái gia đình đó đi về quê, rồi ổng thả người ta ở gia đình ở quê đó cho người ta chơi 4 ngày. Thì cái ngày cuối cùng ổng tới ổng đón thôi. Thì thay vì ở gần mà ổng không chạy về thì ổng tiếp tục lấy xe đó ổng chạy đi chơi. Một lần đó cô phát hiện là khi cô gọi video cho ổng ở cái lúc nửa đêm, vì cô cũng biết rằng là ổng rất là ghét ai gọi nửa đêm cho ổng, vì ổng nói ổng là dân tài xế, ổng cần có một giấc ngủ tốt để sáng mai ổng còn chở khách đi đây đó. Thì cô cũng rất là ngại gọi cho ổng ban đêm vì mình hiểu tính chồng mình. Thế là cô hôm đó cô suy nghĩ trong đầu là mình cứ gọi đại đi. Cô mặc đồ rất là khiêu gợi nha. Những cái lần kia là cô đã nghe, đã hăm he và cô đã biết rồi ổng ổng tào lao rồi đó. Thì cô mặc một cái áo ngủ rất là khiêu gợi và trang điểm sáng sủa đẹp đẽ, rồi đeo nữ trang rồi vô nhìn rất là hấp dẫn. Rồi cô gọi là ý trong bụng của cô là nói là mình nhớ chồng mình quá, mình gọi cho chồng mình thử coi rồi ngày mai anh về rồi sao. Kiểu như là ở cái tuổi của cô nó không còn mắc cỡ ở trong cái chuyện sinh hoạt nữa, thành ra cô và ổng nói chuyện rất là tự nhiên tự do. Và trong cái mối quan hệ vợ chồng, cô và ổng còn dùng những cái từ rất là ghê gớm nữa kìa. Cô kể cho Haley nghe luôn á. Thì đối với cổ và ổng nó không còn cái gì gọi là mắc cỡ trong cái chuyện đó. Thì thành ra khi cô làm những cái chuyện như vậy, cô gọi là cái ý của cô muốn là kiểm tra, nhưng mình phải làm như vậy để có cái cớ ổng không có bắt bẻ lại mình. Thì cô gọi mấy cuộc ổng không bắt máy. Nhưng khi ổng bắt máy, mặt mày ổng lấm la lấm lét, coi như là khi cô điện là ổng đang bận rộn làm tình với cái con nhỏ kia, con gái. Thì
mặt mày ổng lấm la lấm lét, ổng bù xà bù xù mày. Cái gì á? Cái gì mà cứ gọi hoài để cho người ta ngủ, ngày mai đã còn chở khách đi. Cái cô nói, ủa, anh đang làm gì đó, sao mà nửa đêm anh không ngủ mà thấy anh vậy vậy vậy. Cái ổng nói, có đâu, ngủ nè, ngủ nè. Trời, ổng lia cái điện thoại, ổng lia cái điện thoại qua vậy. Cô chợt nhìn thấy một đứa con gái đang nằm ở trên giường. Thì cô nói, ai ở trong phòng đó, ai trong phòng đó. Ổng nói, đâu có ai đâu. Thì ổng vội vàng đi ra khỏi cửa, trong khi đó ổng đang ở trần và mặc quần đùi nha. Ổng đi ra khỏi cửa phòng khách sạn rồi ổng nói với cô là có chuyện gì đâu mà để tôi đã nói là để cho tôi ngủ mà sao bà cứ làm phiền tôi hoài vậy. Mai tôi còn phải chở đi, cứ kiếm cớ là ngủ ban đêm để sáng chở khách đi. Cô nói tôi thấy rõ ràng có ai ở trong phòng đó, tôi đi xuống ngay bây giờ. Tức, cô tức và cô ghen. Thì ổng nạt nộ cô và ổng tắt máy, ổng khóa máy luôn. Ổng không có mở máy nữa. Rồi cô điên lắm. Cô mới nhớ lại những gì con cái mình nói. Lúc đó cô mới xác nhận. Có lẽ trong cái khoảng thời gian đó cô trống trải và cô đơn lâu rồi. Bây giờ kết nối được với một ông. Mà cô nói cô đâu có biết internet, đâu có biết trang mạng gì đâu mà đi tìm kiếm người trên mạng. Cô cứ suy nghĩ đây là cái chương trình thực tế và đưa lên trên cả cộng đồng mạng thì ai cũng biết. Cho nên nếu có chuyện gì xảy ra, ổng sẽ không làm bậy bạ gì với mình. Ít ra cái bộ mặt của ổng vẫn còn nằm trên đó. Nhưng cô cạn nghĩ. Cái sự hiểu biết về internet, về trang mạng của cô nó còn hạn hẹp. Thành ra cô không có biết và không nghĩ thấu về những cái chuyện sau này. Chỉ nghĩ đơn giản nó là như vậy thôi. Rồi qua ngày hôm sau, tức quá, cô mới rủ bạn bè của cô đi uống cà phê và cô kể. Bạn bè cô nói, mày biết không? Vì bạn bè cho nên người ta không nói thôi. Chứ ông này cái mặt ổng dê dâm dâm làm sao. Ổng ngồi nói chuyện với mấy bạn bè của cô mà ổng cứ sắp sáp, ổng cứ dựa tay, ổng cứ muốn rờ rờ vô người ta. Là người ta cảm thấy rất là kỳ cục. Nhưng vì bạn bè, cuộc sống của bạn bè mình người ta không nói thôi. Cô bắt đầu đau. Cô đau và từ đó cô buồn. Thì khi cô chờ ổng về đó, và cô nói cô lấy lại xe, để ổng muốn đi đâu đi đi. Thì ổng có van xin, xin lỗi, không có, thề không có này kia. Rồi cô nói vì trong cái khoảng thời gian đó nó cũng ngắn thôi. Bây giờ mà đổ vỡ ra, con cái cô biết thì còn cái gì nữa đâu. Nhưng trong cái giai đoạn sau khi mà cô và ổng về chung sống là con cái cô nó đã không coi trọng cô rồi. Chính đứa cháu ngoại nó cũng không còn thương mình như lúc trước nữa. Cô biết chứ. Nhưng mà vì làm sao bây giờ đây? Sống với con thì con có cuộc sống gia đình, cô cũng cần có cuộc sống riêng tư chứ. Các con khuyên, các con cũng mong cô có hạnh phúc nhưng không phải với ông này. Nhưng cô cãi vì trong cái giai đoạn đó nó đang bị đê mê. Rồi cô cũng cho qua. Lần đó cô cho qua để không còn tai tiếng hoặc không có chuyện gì để xảy ra ảnh hưởng đến con cái mình. Rồi tiếp tục cuộc sống. Ổng cũng tiếp tục đi chở khách hợp đồng. Nhưng cái ước mơ lớn nhất của ổng vẫn là đi chạy đường dài Bắc Nam. Rồi mua cái xe 3 tỷ bạc, 50 chỗ xe 3 tỷ bạc. Thì bây giờ cũng bán luôn. Rồi ổng nói bây giờ ổng không làm gì nữa hết, ở nhà. Coi như ở nhà vợ chồng có nhau, cho cô đừng có ghen nữa. Nhưng cái tật gái gú, ổng đâu có chừa. Đó. Rồi bày ra cái chuyện mua cái xe 4 chỗ để gia đình đi. Thì ok, mua cái xe 4 chỗ, cũng 400-500 triệu gì à. Cả gia đình đi chơi đi đây đi đó, chỗ nào đi cũng có cô. Và chỗ nào đi thì hai vợ chồng đều đi, đều chơi. Tất cả mọi cái chuyện vừa xảy ra cô cho qua hết và quên hết. Thì đến một ngày, ổng lấy hết tất cả tiền bạc trong nhà của hai vợ chồng có. Ổng đi không một ngày trở lại. Khi cô biết ổng đã gom tiền đi hết rồi, tá hỏa, cô mới gọi điện cho các con cô về và nói, các con cô đứa thì giận hờn, đứa thì chửi bới, đứa thì an ủi.
mất rồi, cho mẹ thấy. Cái ông này ngay từ đầu các con đã không ưng rồi, đã nhìn ra thấy chân tướng của ổng rồi. Nhưng vì hạnh phúc của mẹ, nói mẹ không nghe, càng nói mẹ càng buồn, thì thôi, coi như củi đi thay người, mất rồi thì thôi. Trong tình ái u mê, cô đã đánh mất đi cái người đàn ông đó, rồi đánh mất đi kể cả tài sản tiền bạc của mình. Quý vị thấy người phụ nữ lớn tuổi Việt Nam mình giàu không? Giàu quá trời giàu luôn. Ta nói chương trình kết nối yêu thương nó đang rầm rộ trong cái khoảng thời gian này, mà cô là bị ở cái thời gian trước. Đó, ai lên người ta cũng nói có của, có xe, có nhà, có cửa, có tiền, có cuộc sống riêng tư hết. Ông nào mà không nhào vô. Đây là cái câu chuyện của cổ chia sẻ ra. Cổ nói cũng mang một cái thông điệp đến cho tất cả những người phụ nữ đang trong giai đoạn còn phấn khởi nhưng đã về chiều, thì hãy nhớ một điều như thế này. Cuộc sống của mình là của mình. Niềm vui hạnh phúc ai cũng muốn có hết, nhưng hãy sáng suốt bình tĩnh để chọn. Và khi lên mạng đi tìm kiếm, đừng bao giờ khoe khoang là mình có của, mình có tiền. Ở đây thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Mấy ông đó, ổng tìm cái cơ hội để tìm kiếm mấy bà lớn tuổi vô để ổng bám víu về cuộc sống, chứ không có yêu thương gì đâu. Và bây giờ mấy bà lên mạng, mấy bà cứ khoe, tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi có cái nọ, bây giờ tôi chỉ cần một người đàn ông yêu thương tôi thôi, tôi không cần cái gì hết. Sai. Mấy cô yêu không ai cấm, mấy cô đi tìm hạnh phúc, tìm niềm vui không ai cấm, bởi vì tất cả con người chúng ta đều cần có cái hạnh phúc, cái vui vẻ. Ai cũng có mưu cầu, không ai có thể vỗ ngực xưng tên là tôi sẽ sống vậy cả đời. Nhưng biết đâu thời thế nó suy chuyển, rồi cái duyên nó đến, mình đâu né kịp. Thành ra hãy sáng suốt khi mình muốn đi tìm kiếm cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Đừng để giống như cô này. Mà không phải mỗi mình cô là nạn nhân đâu. Rất rất nhiều người phụ nữ khi vướng vào tình ái với một người đàn ông mà ta nói dày dạn kinh nghiệm, một đàn ông mà có gương mặt dê dê, mà biết cách chiều chuộng phụ nữ, là ta nói mấy cô ngã vào vòng tay ngay lập tức. Và biết là mấy cô sống đời lâu, mấy cô dày dạn kinh nghiệm, nhưng khi vướng vào tình ái rồi, chúng ta không thể nào minh mẫn và tỉnh táo để biết mình phải làm gì. Mặc dù mình biết đưa tiền cho người ta là mình sai, nhưng nếu không đưa cho người ta thì người ta không vui, người ta không vui thì người ta lại không chiều mình. Khổ là như vậy đó. Cho nên các cô ơi, đi tìm hạnh phúc thì đi, cần có niềm vui trong cuộc sống ở tuổi xế chiều, phải cần. Chứ ở đây không ai nói cấm, nhưng hãy chọn đúng người và cuộc sống của mình phải đặt đúng chỗ. Đừng để người ta lợi dụng về cái sức lao động của mình. Đừng để người ta lợi dụng vào cái tình cảm, tình yêu mà mình dành cho họ. Cô này rất là tỉnh táo ở cái bước ban đầu. Vì khi đến, không quan hệ với nhau, không đụng chạm tiền bạc kinh tế với nhau. Nhưng sau khi dọn về ở chung rồi, thì ta nói sống gần với nhau thì mặt chạm mặt, da chạm da, tình cảm nó dâng trào. Lúc đó nó xảy ra nhiều tình huống khác. Mà nếu như cái người đàn ông đó họ tốt, họ thật sự, họ thương cô, họ chiều cô, thì họ sẽ sống hạnh phúc cả cuộc đời với cô. Nhưng những người đàn ông khi họ đã có ý lợi dụng thì họ sẽ làm cho mình đê mê ngay từ ban đầu, để rồi tự mình tự nguyện cho đi tất cả mà không hề có một bằng chứng gì là nói người ta lợi dụng hay là người ta bắt ép mình. Đó quý vị thấy không? Thì cái trường hợp của cô đây cũng là cái kinh nghiệm cho mấy cô mấy gì. Vì Haley có lướt qua và xem chương trình kết nối yêu thương á, trời ơi toàn là mấy cô lớn tuổi không, năm mấy, 60, 65, có cô 68 tuổi, 69 tuổi vẫn đi tìm hạnh phúc. Vì Haley rất hiểu trong cuộc sống ở tuổi này cô đơn và buồn lắm, cần có một ai đó để cùng nương tựa cho hết cuộc đời.
Nhưng hạnh phúc đau thương nó song song với nhau, không bao giờ nó tuyệt đỉnh hết cả. Những người đàn ông họ có đủ tiền, họ có đủ cuộc sống, họ sẽ không lấy mấy cô đâu. Mà những người đàn ông còn sức khỏe, còn phục vụ tràn trề trong cái chuyện đó, người ta lại đi tìm những đứa trẻ để người ta cùng hưởng thụ chứ. Khổ là khổ như vậy. Cho nên mấy cô ơi, qua cái câu chuyện này, Hailey cũng muốn là mấy cô hãy nên sáng suốt để giống như là thời gian nó không chờ đợi một ai, nhưng nó đủ thời gian để mấy cô dặn chân lại và nhìn ngó để tìm hiểu. Vì mấy cô nói đi tìm, không cần những người giàu có tiền, mấy cô sẵn sàng có. Chỉ cần những người yêu thương mấy cô thôi. Thì ở cuộc đời này không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Các cô, các dì nhớ nha. Thì Hailey cảm ơn rất rất là nhiều cô đã tìm đến Hailey. Vì cô cũng biết chắc là kênh của Hailey không có kết nối yêu thương và không giới thiệu. Cho nên cô mới kể ra câu chuyện của mình. Cô nói thì chính cô cũng là nạn nhân của nhân vật trong cái chương trình đó. Thì ta nói khi cô nói ra điều này, Hailey cũng có thể tạm hiểu được rằng là chính cái nhân vật đó, tức là cái người đàn ông của cô, có ý lợi dụng cô, có ý sống sai với cô, chứ không phải những cái người tổ chức, không phải những cái kênh tổ chức kết nối yêu thương mà họ có lỗi, mà họ sai là những nhân vật đó, chứ không phải là những cái kênh đó. Nên cô cũng nói rõ và Hailey cũng hiểu được là những gì cô nói. Thì một lần nữa Hailey xin gửi lời cảm ơn cô rất rất là nhiều. Hailey mong cô luôn vui, khỏe. Và bây giờ bất cứ chuyện gì muốn tâm sự cứ nhắn tin cho Hailey. Và bây giờ cứ phải mở lòng, mở lời để gần gũi các con của mình hơn. Vì cô nên nhớ trong cuộc sống gia đình của mình, mình có con gái thì cũng có con rể. Mà mình có con trai thì mình cũng còn có dâu. Cho nên sống làm sao để các con nó hiểu được mình và thương yêu mình, để không còn bị mất lòng tôn trọng nữa. Hailey một lần nữa cũng rất là xin lỗi và nghe những gì cô chia sẻ về cuộc sống gia đình của cô. Hailey chỉ biết hòa vào và an ủi, chứ Hailey cũng không có dám nói gì thêm. Vì trong cái cuộc sống của gia đình cô thì chính các con cô là người nhìn nhận ra điều đó, chứ không phải người ngoài nào khác. Thì cô cũng xác nhận như vậy. Hailey cảm ơn cô rất rất là nhiều. Và một lần nữa Hailey xin cảm ơn đến tất cả những quý vị khán giả luôn xem và ủng hộ kênh của gia đình Hailey nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.